nhà, chúng ta lại sắp bắt đầu tới cái chương trình giữa tuần Trẻ Khỏe Đẹp ngày hôm nay rồi. Rất là vui gặp lại cả nhà ngày hôm nay. Xin chào cả nhà, chúng ta bây giờ là còn đúng 3 phút nữa là chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay. Như thường lệ các anh chị click vào phần comment ha, say hello với nhau và chúng ta làm những cái chương trình invite các anh chị và share để mà chúng ta bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay. Đề tài ngày hôm nay rất là hấp dẫn, mình nói về một cái chương trình mới ở bên Mỹ đây các anh chị. Rồi bây giờ thì trong khi mà Quế làm cái phần thủ tục thì chị Nga với Mon có thể là trò chuyện một chút xíu với mình dạo đầu nha. Chào cả nhà, anh chị nào vào thì có thể là nói coi như là say hello với nhau nha các anh chị. Mình để một chút nhạc giật gân cho nó sôi động. Hôm nay làm bơn mà tan mỡ và thành ra mình không có dịu dàng được rồi. Ok, rồi mời chị Nga, mời Mom. Okay, thì hôm nay mình tại sắp tới coi như mình công ty là bắt đầu có một cái chương trình này làm mở đó chị. Thì hồi đó giờ là chị em mình vào là cái lúc nào chị nhớ không? Lúc mà nhớ là khoảng tháng gần cuối năm 2013, là khoảng tháng 10, cuối tháng 10 năm 2013. Đúng rồi. Thì công ty coi như là phải nói là sôi nổi vì lúc đó ra cái bộ sản phẩm nó gọi là CRNI để giúp cho thon gọn bóc dáng rồi giảm mỡ tăng cơ và đã đẩy bật lên cái thân của công ty là từ 2 tỷ lên 3 tỷ. Wow, lên 1 tỷ trong một năm á. Chính đó là nhờ cái A-Slot và CRNI gì. Đúng rồi. Đúng rồi, trong khi 20 năm của công ty mà chỉ có 1 tỷ thôi chị nhớ không? Tại công ty từ lúc 20 năm mà có 1 tỷ mà về những cái chương trình mà công ty lên một năm đó mà nó ra đời để là bật lên. Thì cái đó là giúp cho thế giới mới thấy rằng là mọi người trên thế giới này đều rất là quan tâm tới cái vấn đề mà sức khỏe nói chung và cái vấn đề mà cái vóc dáng nó riêng. Và nhất là cái giới phụ nữ lúc nào cũng muốn cho thon gọn đẹp có cái dáng dễ nhìn. Đúng rồi, về tâm lý á, là đã đem đến cho mọi người có một cái có thể mà không giải phẫu mà có được một cái vóc dáng thon gọn, mà bộ A-Slot Fionai đi á, trên phong 90 ngày á, nó đi vào tập trung vào những cái vùng eo á, cái vùng bụng đó, kêu là vòng eo lớn thì vòng đời ngắn, cho nên đó là cái là vòng eo lớn vòng đời ngắn. Đúng rồi, tại vì cái eo nó làm cho biết bao nhiêu bệnh tật nó nằm trong cái mỡ của mình mà đó, thành ra nó đáp ứng được khi mà bước vừa ra, lúc đó em vừa mới vào là chuẩn bị, em có trong thời gian chuẩn bị, thành ra em vào là tháng 7, thì tháng 10 là bắt đầu, cuối tháng 10 là ra cái bộ A-Slot Fionai đi, đó là sôi động rồi. Rồi còn thêm một phần mà tại sao mà mọi người mà nhào vô nhiều như vậy là tại vì nó giảm được cái chứng bệnh béo phì, và đó là một cái tệ nạn đó, đem về cho biết bao nhiêu người bị bệnh tật, kể cả cho chắc cô trẻ em cũng cái bệnh béo phì đó. Những về ngoài ra cũng còn những cái nguy cơ khác, ví dụ bị stroke nè, rồi tim mạch, tiểu đường rất là nhiều cái đột quỵ đó, như chị nói đó, đó là nguyên do tại vì do cái mỡ hết trong bụng đó, thì đó là mỡ nội tại. Tại sao mà em vô nhầm ngay đó, em đang bị mê về tại vì chị biết là tiệm của em là trị ốm hết mười mấy năm rồi. Dạ, em trị ốm mà cũng về phương pháp tự nhiên, nhưng mà làm bằng máy móc với lại ăn uống kiêng cử rồi tất cả mọi cái để đi đến thành công. Nhưng mà chị thấy không, cái bộ Tionai đi á, là ai cũng phải công nhận, từ nó làm cho vóc dáng không phải là ốm mà nó làm cho mình săn chắc, gọn gàng, thon thả, đường nét lại, thanh xuân. Đó là nó. Nhưng mà cái bộ đó nó cũng không phải ai cũng có thể mà đáp ứng được không chị? Dạ, thì bởi vậy cho nên công ty cũng có ra được, có làm có nhiều cái sản phẩm mà mình có thể, nếu mình biết được những cái sản phẩm trong công ty này, mình có thể làm sao để giúp trong cái thời gian ai cũng có khả năng được hết, thấy không chị? Thành ra mình có thể như chị nè, chị có thể làm được, Quế cũng có thể làm được, em có thể làm được, em cũng có thể làm được, phải không? Mà các em học sinh cũng có thể làm được, ai cũng làm được hết, tùy theo cái khả năng. Thì hôm nay đó là chút xíu nữa đây mình cũng sẽ nói tới về một cái mà rất là dễ cho tất cả mọi người. Chị My, mình bắt đầu từ cái, nhớ là ngày hồi đó đó đến bây giờ cũng thấm thoát gần 4 năm rồi. Bây giờ là chúng ta sắp tới giờ rồi các anh chị. Chúng ta phải là sắp tới giờ mà đã đến giờ rồi, mà Quế còn một vài chỗ để mà share, invite các anh chị tiếp tục nha. Thấy nãy giờ có những anh chị lên đây mà không biết có anh chị nào có, nãy giờ mới thấy có anh Hải Huỳnh xà hello với bộ ba Trẻ Khỏe Đẹp ơi. Hello, chào Hải, Hải khỏe không? Bé Lucien Đông Quân sao rồi?
những anh chị khác đang thấy có rất là nhiều anh chị vào nè. Các anh chị nếu mà được các anh chị gửi lời say hello, mình say hello với nhau các anh chị, không phải là chỉ là với mẹ Quế, với chị Nga, với Quế, mà mình cũng là kết nối ở trên call với nhau rất là vui. Mỗi một tuần mình có 30 phút ngày giữa tuần này, mình hội họp với nhau, mình chia sẻ với nhau về những cái bí quyết giúp mình trẻ khỏe đẹp, phải không? Hello Ánh, khỏe không Ánh? Rồi đang ở đâu vậy cô nàng, bạn của mình nè, ở bên Việt Nam nè. Rồi ở bên Việt Nam có nghe là mấy hôm nay có mưa bão, không biết là còn nở hay không chưa. Hello chị Thái Châu, hello chị Tâm, bộ ba nữ tướng rất là vui. Các anh chị khác thả tim nha, thả tim, thả càng nhiều tim thì mình càng cảm nhận được tình yêu thương của các anh chị, mình càng chia sẻ thật là hứng khởi. Chào Đinh Sa, Đinh Sơn, Đinh Sơn đang ở đâu vậy? Rồi những anh chị khác mình tiếp tục say hello với nhau nha các anh chị nha. Rồi tiếp tục theo là mình share, invite. Các anh chị biết cách share và invite rồi phải không? Mình vào chỗ Facebook Live, click vô cái chỗ share ha, và invite với share ra nha các anh chị nha. Hôm nay cái chủ đề rất là hấp dẫn chị em đi. Như nói là chị hay nói là nhất dáng nhì da. Nhất dáng nhì da. Hôm nay là dáng nha. Hôm nay là dáng đó. Mà ai cũng có thể làm được hết nha. Đó mới là cái hấp dẫn đó. Mà các anh chị ở trên kho này nè, anh chị nào có anh chị nào mà đang kiểu như đã từng kiểu như là mình muốn có được cái thân hình đẹp, hoặc là mình coi như ai cũng vậy hết, là mình cũng muốn hết không các anh chị? Và các anh chị nào đã từng coi như là tham gia cái chương trình này chưa? Có ai đã từng nghe qua TR90 hoặc là xài chưa? Có ai đã biết về cái quan trọng ngày hôm nay, không phải mình nói về TR90 mà là về cái chương trình mới toanh của công ty mình ra, cái Body Burn 30 ngày các anh chị. Cái chương trình rất là mới, và đây là bộ ba trẻ khỏe đẹp này là lúc nào cũng cập nhật những cái thông tin mới nhất đến với các anh chị. Thành ra các anh chị nào đã biết về chương trình này rồi giơ tay lên nè. Các anh chị nào đã nghe qua rồi không, hoặc là vừa nghe qua mà còn có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc, thì các anh chị viết xuống những cái câu hỏi, những cái thắc mắc ha. Và hôm nay thì mình sẽ nói ngắn kiểu như là những cái ý chính, là cho biết là những cái điểm hấp dẫn gì ở cái chương trình này ha. Rồi thực ra đó thì cái dáng thì ai là một cái hấp dẫn mà ai cũng muốn hết á. Mà bây giờ mình làm sao để trong có 30 phút này mình có một phần nào đó để mình có một cái chia sẻ để tất cả các anh chị em mình nhảy vào để mình có được vóc dáng giống như chị My. Mỗi lần nhảy đầm chị có thấy không? Em rất là mê để nhìn cái dáng của chị My, mặc dù cái tuổi của chị My đã như vậy rồi mà nó rất là thanh xuân các anh chị, chứ không phải là ốm nha. Mình đang nói không có phải là ốm. Trong những anh chị mình ở trong này mình sử dụng á, mình thấy cái dáng mình nó nhanh nhẹn, nó trẻ, nó khỏe mạnh chứ không phải là ốm. Tại đây là không, công ty không có làm về cái như là ốm đâu. Chỉ làm sao để mình có được cái cơ bắp, để mình có được cái sự khỏe mạnh, chắc khỏe mạnh. Rồi trong thời gian, tại vì mình tập thể dục á, ai cũng muốn đi tập thể dục để được khỏe mạnh, nhưng mà mình tập á nó không có dễ gì mà nó đi. Nhưng mà nếu có cái sự giúp đỡ của supplement á thì đó là cái mà supplement tốt nữa, chứ không phải như là mình mua thường thường mình cũng phải đi dùng thôi, protein ha. Nhưng mà mình biết dùng làm sao để cho chỗ nào cái protein đúng, cái protein nào nó tốt để cho cái cơ thể mình nó mau nâng cơ, nó có cơ. Rồi, ok các anh chị, tận dụng nha. Như mới nói của những cái chương trình trước á, là chương trình này là tương tác với nhau các anh chị, và là cái chương trình sẽ là có lợi cho các anh chị nếu mà các anh chị đặt câu hỏi, tận dụng ha. Và xin nhạc, bây giờ là tắt nhạc là mình biết là bắt đầu chính thức vào chương trình rồi. Thì một lần nữa là thân chào tất cả các anh chị trên chương trình Facebook Live, New Life Live của chúng ta ngày hôm nay. Rất là vui gặp lại cả nhà ha. Và bây giờ là ngày giữa tuần ở bên Mỹ, buổi tối giữa tuần ngày hôm nay là tối ngày thứ tư, là ngày 20 tháng 9 năm 2017 các anh chị. Hiện tại ở bên đây là 7 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ. Mình đang ngồi ở đây là ở Cali nè. Và là cái khung cảnh rất là quen thuộc. Đúng ra đó là hôm nay là nói về chương trình Trẻ Khỏe Đẹp là có bàn đó, là mình có đi ra thạc không chị Nga. Nhưng mà thấy trời âm u ngày hôm nay, bên đây thì trời âm u, có đem sẵn đồ thể thao hết đó các anh chị. Nhưng mà trời âm u quá ra lại là để hẹn một lần khác ha. Ở gần đây mình có cái thạc rất là đẹp. Và coi như là mình là 8 giờ tối ở bên Utah, 9 giờ tối ở Texas, và là 10 giờ tối ở New York, Florida các anh chị, đó là ở bên Mỹ. Ở bên Việt Nam là sáng ngày thứ 5 rồi ha. Có một chút cái sơ suất, xin lỗi với các anh chị là trên cái flyer mình đã thứ 4, nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta là đã là sáng thứ 5 rồi. Là 9 giờ sáng ngày thứ 5. Ở bên châu Âu á, là rạng sáng ngày thứ 5 thôi. Và là ở bên châu Úc là 12 giờ trưa các anh chị. Thì chào tất cả các anh chị ở khắp nơi trên thế giới. Thì một vài phút để mà giới thiệu, mình làm cái này theo cái lời
coi như là góp ý một số anh chị là tại vì cái chương trình này mỗi một ngày lại là càng có được cái coi như là giống như là rất là vui là có được cái sự uy tín hơn và nhiều anh chị yêu thích hơn, thành ra là share với người này người kia, thành ra mỗi một tuần mình lại gặp nhiều anh chị mới hơn, và chính vì như vậy là mình phải dành ra 1-2 phút để mà mình giới thiệu một chút xíu, nhất là với những anh chị mới vào cái chương trình này thì cũng rất là vui chào đón các anh chị vào chương trình này. Nhưng anh chị mới nếu mà được mình say hello với nhau nha các anh chị nha. Hello, chào chị Như Ngô, chào anh Thư. Rồi thì là Quế xin giới thiệu bắt đầu từ mẹ của Quế trước, từ trái qua phải các anh chị. Thì mẹ Quế tên là Emmy Ngô, thì là mẹ là rất là vui là cũng chính vì mẹ mà Quế được biết tới cái dòng sản phẩm tuyệt vời cũng như là cơ hội kinh doanh với lại tập đoàn Nuskin gần 4 năm về trước. Và hai mẹ con là rất là yêu quý cái sản phẩm và coi như là một cái người xài sản phẩm, nếu mà nói là xài sản phẩm rất là nhiều. Mẹ hiện nay là làm về công việc địa ốc. Kế bên đây đó là chị Nga. Chị Nga thì rất là nhiều anh chị biết, nếu mà nói về biểu tượng của trẻ khỏe đẹp và có cái kinh nghiệm để mà tư vấn cho mình về cái vấn đề mình làm sao để mà mình được trẻ khỏe đẹp cho bản thân cũng như là những anh chị nào mà trong ngành nghề thẩm mỹ thì cũng có thể là học hỏi được rất là nhiều ở chị Nga. Và Quế thì là tên là Quế Nguyễn, đây là chị Nga Nguyễn, bạn Quế là Emmy Ngô. Thì các anh chị, một số anh chị cũng biết Quế đảm nhận cái chương trình đầu tuần và chương trình này thì nói về sản phẩm và rất là vui. Và đến nay là cũng hơn 3 tháng mình làm cái chương trình này rồi và càng ngày càng nhiều cái đóng góp của các anh chị hơn để mà đề tài được phong phú. Thì các anh chị để ý là chương trình thì thường hồi đó giờ mình nói nhiều về làn da, nói nhiều về ở bên ngoài ha, về da đồ này nọ. Tuần trước mình nói về đề tài là nám. Tuần trước mình nói về đề tài nám rất là được nhiều anh chị hưởng ứng và quan tâm. Tuần này thì là với cái chương trình mới của công ty và là cũng là một cái đề tài rất là hay là về dáng vóc các anh chị. Thì một trong những cái đề tài lúc trước mình cũng đã nói về dáng vóc, bữa này là mình nói một cái chương trình mới toanh và có chị Nga ở đây nữa, thành ra là mình phỏng vấn chị Nga một chút xíu. Rồi bây giờ mời má Mom thì cũng mới biết về chương trình này thì Mom có thể là bắt đầu cái coi như có những cái câu hỏi gì mà có thể là cũng là những cái câu hỏi của các anh chị đó, là có cái gì hấp dẫn với body burn 30 ngày mà gần thì đây xôn xao dữ vậy Mom? Như Nga nói rằng cái vóc dáng là rất là quan trọng, mà cái muốn có một cái vóc dáng thon gọn thì cái chính nhất cái mình thấy là làm sao đẩy cái lượng mỡ nó ra. Đẩy mỡ đó là cái chính là đẩy cho mỡ. Đẩy mỡ nó ra. Mà mình thấy một cách khoa học là muốn ấy cái mỡ thì mình phải có cái muscle cho nó tốt. Bằng cách thành ra nhiều người họ đi gym hoặc tập exercise thể dục để cho muscle. Bên cạnh đó thì là nếu mình biết được có cái sản phẩm nào mà có mà tăng được cái muscle để giúp hỗ trợ cho mình hỗ trợ cho để mình mà mình giảm bớt cái mỡ nó bên cái phát ra đúng không? Đúng rồi chị. Hấp dẫn của Mom là nghe chữ body burn, Mom nói là cái tên, đặt cái tên hay quá các anh chị. Cái hấp dẫn thứ nhất Quế học được từ Mom của Quế ngày hôm nay, cái chữ burn nghe là đáng đồng tiền không Mom? Nghe là hấp dẫn lý thú liền không các anh chị? Rồi còn gì nữa Mom? Có gì thắc mắc nữa không nè? Thì mình suy nghĩ xem cái công ty thời gian gần đây là có được cái sản phẩm hay cái chương trình gì để mà cũng giúp người ta một cách là có được cái thon gọn vóc dáng mà có thể là mình với cái giá tiền nó phải chăng mình phải cho giá tiền các chị, giá tiền quan trọng cái đó là cái giá tiền thực tế để cho phải nói là đại đa số cái cùng chúng có thể là ai cũng có thể mà tham gia được cái chương trình đó hoặc là dùng sản phẩm đó. Và một cái nữa là mình biết là cái một trong những cái giống như cái niềm mơ ước của chúng ta và nói riêng và công ty mình là muốn đem cái dòng sản phẩm chất lượng ra đến thật là nhiều người, nhưng mà để một cái phần đó mà thật sự một cái phần thiết thực nhất như Mom nói, mà để mà càng nhiều người có rất là nhiều người biết và hiểu được là đây là cái sản phẩm chất lượng của rất là nhiều khoa học gia có tiếng làm đủ thứ hết, nhưng mà một cái vấn đề họ băn khoăn vẫn là giá tiền. Tại vì với nhất là với cái thời buổi bây giờ cũng như vậy không chị Nga, thành ra là cái giá tiền đây có gì hấp dẫn không với chị Nga? Để nhờ chị Nga nói cái chương trình này giá tiền có cái gì chương hấp dẫn? Trình này tại vì Nga đã thành công ở trong cái chương trình mà chị My thấy mà team mình rất là thành công trong cái bộ mà CEO này đi tại vì Nga cũng đam mê cái tiệm của Nga cũng về chữa trị ốm mà không có giải phẫu, thành ra mình thích mình tìm hiểu rất là nhiều cho nên thì mình thành công ở trong vấn đề thi online đi. Thì bây giờ tại làm sao mình qua cái chương trình này nó rẻ hơn rất rất là nhiều, gấp mấy lần lận thì ai cũng thể làm được. Cũng 80 lần giá tiền thay vì mình đi không nổi cái mình không có khả năng
để mình theo được cái chương trình mà Tion ID 3 tháng đó, thì bây giờ mình đi vào 30 ngày đi. Bây giờ mình cho mình cái mục tiêu 30 ngày đó mình phải làm gì? Tập thể dục thì mình tập á, cái sức của mình tập thì mình tập quá sức á thì mình sẽ mệt, mà mình tập á mình không chương có cái chương trình mình. Đúng rồi, mình có cái chương trình mình tập như thế nào. Có khi mình chỉ cần tập có 7 phút 10 phút thôi. Nhưng mà mình tập mà đều đặn cái thì cái với lại cái thực phẩm bổ sung, mình cần thực phẩm bổ sung vào. Chứ bây giờ mình tập mà mình không có build được cái cơ á thì nó cũng khó khăn. Trong khi mình lớn á, khi mình lớn thì cái cơ mình bắt đầu nó mất đi rồi, mình tập á, tại vì cái mỡ thì nó chỉ đốt được có 1%, mà cái cơ bắp á mình đốt gấp 10 lần thì mình làm sao mình có cơ cái được đây? Căn bản là thì làm sao là đốt cái mỡ mà tăng cái cơ lên. Tăng cái cơ thì làm sao mình tăng được? Tập thể dục. Tập thể dục mình build cơ, nhưng mà mình sức mình là phụ nữ yếu thì mình cần thực phẩm bổ sung là protein boost của kỳ này. Mình phải cho nó vô chứ không có cơ. Nhưng mà tại sao mình phải mua cái này mà đây là cái lọ protein boost của công ty, và cũng là có cái gọi là cái brand á chị Nga, nó là A-Shot luôn á, nó làm cho mình trẻ, A-Shot protein boost luôn. Thì thay vì mà mỗi lần các anh chị nào đi tập mình cũng phải mua protein ở ngoài rồi, nhưng mà tại sao protein ở ngoài và protein đây nó khác nhau cái gì? Tại vì ở đây là làm ra từ cái công nghệ A-Shot và 75 nhà khoa học gia nổi tiếng thế giới làm ra cái phần bổ sung mà protein này cho mình, để có cái cơ mình mới đốt được cái mỡ. Chứ bây giờ mình tập làm sao mà lên cơ nổi, mình đâu phải là professional đâu. Thì đó là mình phải cần tới cái thực phẩm như, đó. Như mom nói hồi nãy á, là cái giá tiền rất là phải chăng, có nghĩa là có mình giúp được nhiều người là coi như là dùng được cái chương trình này, tham gia vào cái chương trình này các anh chị. Giá tiền thì các anh chị có thể liên lạc với những anh chị nào mà mời các anh chị vào cái kho ngày hôm nay, hoặc là những anh chị nào mà thấy cái này pop up lên vẫn có thể là liên lạc riêng với lại Quế, mẹ Quế hay chị Nga ha. Nhưng mà phải nói là với TR90 so với cái này là giá tiền rẻ hơn gấp 8 đến 10 lần các anh chị nha. Rất là hấp dẫn mà chị Nga nói. Cái đó là mẹ nói, cái thứ nhất là cái chữ burn nha các anh chị nhớ nãy giờ ha, cái chữ burn là nghe hấp dẫn rồi. Thứ hai là giá tiền, thứ ba là chị Nga nói đó là nó giúp cho mình tập trung hơn các anh chị. Từ 90 ngày của một cái chương trình dài thì là cần cái sự coi như cam kết hơn của nhiều người á. Và cái này thì mình có thể mình chia nhỏ ra 30 ngày công ty hướng dẫn cho mình hơn. Và cái kế nữa là cái sản phẩm nó cũng đơn giản hơn, TR90 dễ xài hơn đúng không chị Nga? Thì cái kia là một cái phần khác, TR90 là một cái đó là một cái quá trình chuyển đổi cơ thể của mình. Từ cái bộ phận ở trong này, ở trong bộ phận của mình mở không, ở trong cái bộ đồ lòng của mình gọi là mở xa đó, giống vậy đó. Cái đó là một cái khác biệt hoàn toàn của một cái công nghệ mà mình rất là mê, đam mê của bộ Tion ID. Nhưng bây giờ cái bộ đó để qua một bên. Mình đang nói cái này là mình đang tự tập thể dục để giúp cho mình còn như có lại cái thói quen mình tự tập thể dục. Mà bây giờ mình tập thể dục á, thì mình làm không nổi. Nhưng mà mình vẫn phải tập và mình quyết chí 30 ngày. Cái chương trình 30 ngày mình tập trung vào đi. Tại cánh chỉ có thể mình cho mình lấy một cái vacation 30 ngày để cho giúp cái cơ thể của mình thay đổi hoàn toàn, một con người khỏe mạnh, đẹp đẽ. Thì cái thực phẩm bổ sung là mình cần phải có, và cái ăn kiêng, cái cách ăn tập thể dục là mình phải quyết chí. Thứ nhất là tập thể dục, chị. Thứ hai là ăn kiêng, ăn như thế nào, chút nữa mình sẽ nói ha. Rồi thực phẩm bổ sung 3 phần chính các anh chị, chương trình này đó là cái biết cơ. 30 ngày có 3 phần chính các anh chị, 30 ngày 3 phần chính là thứ nhất là tập thể dục. Thứ hai là ăn uống cho ăn uống đúng. Dạ, thứ ba đó là thực phẩm bổ sung. 3 phần chính nó phải phối hợp chứ không phải chỉ một trong 3 phần đó thì nó cũng không có quá. Cố gắng đi 30 ngày thôi, nó cho mình cái cơ hội mình muốn nữa. Mai mốt mình lại làm chương trình nữa. Mình làm tiếp một cái chương trình nữa. Như là công ty họ có những cái giúp cho mình rất là nhiều, quá rất là thích. Như chị Nga thấy trên đây á, là khi mà mình vào cái chương trình này á, là chị Nga là họ có hướng dẫn cho mình là 30 ngày tập làm sao để tăng cơ nè. 30 ngày tập làm sao để mà đốt mỡ nè. 30 ngày và có cái lịch giúp cho mình, những anh chị nào mà bận rộn có lên lịch và có cái hướng dẫn cho mình tập. Và bên cạnh đó hấp dẫn một cái nữa chị Nga là có một cái chương trình Facebook đặc biệt những cho ai mà mua cái này ha các anh chị, mà khi mà mình coi như là mua trực tiếp với công ty có cái account, mình có cái receipt á, thì là mình có thể đăng ký vào một cái coi như mình kêu là một cái group Facebook group đặc biệt
là dành cho những người mà trong cái chương trình này đó, thì là coi như mình thấy có người này người kia, coi như là lên cũng update mỗi ngày ăn làm sao, tập làm sao, và có người coi như là huấn luyện viên của công ty luôn chị Nga. Là người ta vào đó là người ta là cắt ngày một lần đó, là thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì đó, thì là người ta sẽ có cái chương trình tập và quay Facebook Live, mình có thể mở ra mình theo đó để mà mình làm nữa. Công ty phải nói là phải khen công ty rất là nhiều, cái đó rất là hấp dẫn các anh chị. Công ty giúp cho mình, công ty giúp cho mình để mà mình có những cái phần đó. Dạ rồi, đúng rồi, cái tập thể dục đó là mình phải tập thể dục, còn cái phần ăn kiêng. Dạ, công ty cũng có những cái thực coi như là có luôn cái thực đơn á chị Nga ha, ăn buổi sáng, chế độ ăn trưa, chế độ ăn uống. Má dùng cái chữ hay quá, chế độ ăn giáo mà. Tiếng Việt hơi lộng cộng chút xíu anh chị. Tiếng Anh nó kêu diet, tiếng Việt nãy giờ kêu ăn kiêng cũng không đúng lắm, rồi là chế độ ăn uống, chế độ uống. Đây này chị Nga, cái đó là không workout schedule, anh chị nào mà muốn vô được cái chương trình này là phải có mua cái sản phẩm, đăng ký, mình mua được giá wholesale, coi như là 12 giờ trưa giờ Mountain Time á, là có trên đây là đó lên lịch đó chị Nga, hay không? Thứ hai, thứ ba, thứ tư tập sao, yoga làm sao, rồi đủ thứ cho mình ăn uống. Rồi mong còn câu hỏi gì hấp dẫn để anh chị có câu hỏi cứ đặt câu hỏi nha. Chị Cẩm Thy đây mới nói là các chị các bạn hay hỏi em về chương trình quản lý cân nặng, xin mời xem. Cảm ơn Cẩm Thy. Huyền Dương hello cả nhà, hello ba chị xinh đẹp. Rồi có câu hỏi nói về bên Facebook. Thì em nghe nói công ty cũng 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 có một cái chương trình mà để thi đua đó, thi đua, thi đua riêng cho mọi người, trời vui quá, vừa tham gia mà vừa có thi đua là có trúng thưởng nữa đó, là có tiền nữa các anh chị. Mà nếu mà mình mà đạt được những cái giải thưởng đó là coi như mình mua cái bộ này free lời, chứ phải là free đâu, còn được dư thêm tiền đó các anh chị. Đăng ký thi thì công ty nói là ngày 15, nó là chu kỳ của nó là ngày 15, bắt đầu cái chu kỳ đầu tiên là ngày 15 tháng này, là vừa mới qua ngày thứ sáu là cái đợt đầu tiên đó chị Nga, cho tới ngày 14 tháng 10 là một cái chu kỳ. Mà không có nghĩa là mình hút cái chu kỳ mà không có mua sản phẩm, chỉ là mình khi mà mình mua trong cái tháng đó thì mình được đăng ký với cái chu kỳ đó, và công ty hướng dẫn cho mình là như thế nào. Khi các anh chị mua thì công ty sẽ có cái email, gửi lại cái email của cái cà khao đó đó, hướng dẫn cho các anh chị vào cái chương trình đó như thế nào. Với lại một cái nữa là mình chỉ biết là an toàn. Mình đi tập thể dục là mình cũng phải mua protein để mà mình tập, rồi các anh chị ra ngoài ở đâu cũng mua hết, nhưng mà đó dĩ nhiên tiệm nào ta cũng ăn lời. Còn đây á, mình vô đăng ký và mình mua cái giá không ăn lời mình hết, mình mua trực tiếp với công ty và mình mua đồ tươi từ công ty làm sản xuất ra và gửi tới mình. Đó là một cái mà nó làm cho mình yên tâm. Với lại những cái sản phẩm này như là tea green đó em, thì cũng được nằm ở trong cái tea green đó, là nó đem tới cho mình những cái làm cho mình có già, có thêm được những cái tế bào trẻ khỏe, làm cho mình green, chiết xuất trà xanh, chiết xuất trà xanh. Thì cái này là được nằm ở trong cuốn cẩm nang của bác sĩ, cẩm nang y khoa từ điển tân thế giới. Cái đó là cuốn bác sĩ đó, cuốn từ điển của bác sĩ đó. Là rất là mình rất là vinh dự là mình có cái sản phẩm tea green này. Khi mình uống vào mình có những cái tế bào của mình đã được khỏe mạnh hơn, thì nó sẽ giúp mình đốt cái năng lượng, thanh lọc và là đốt năng lượng. Như là cái protein cũng giúp mình có thêm cơ bắp. Mà cơ bắp mình chỉ thấy làm sao mình tập nổi, nhưng mà cơ bắp là đốt gấp 10 lần cái số mỡ mình đang có trong người. Mình giúp có cái cơ bắp á, mình sẽ đốt được nhiều hơn. Đó là cái, nhưng mà mình cũng ai cũng vậy, cũng muốn có vóc dáng đẹp đẽ để mà mình làm cực khổ, mình có như mặc một những bộ đồ đẹp, phải không? Dạ, với lại khỏe mạnh nữa. Chương trình này tổng cộng mấy món sản phẩm chị Nga? Đơn giản lắm, là đơn giản là có hai món thôi. Có hai món thôi, là món nào chị Nga nhắc lại giùm đây. Đây là cái protein boost nè. Aglock Theonide, cái protein boost mình có thể uống để mình là bột, và nó là thực phẩm coi như giúp mình trong phần tăng uống đi, tăng cái dinh dưỡng cái cơ mà rất là ngon. Lúc mình quậy mình uống, hay là mình bỏ vô trong mình xay chung với sinh tố, rất là ngon các anh chị. Cái này á là Nga gần như là buổi sáng hay uống thường xuyên lắm, tại vì lúc nào mình giữ cho con người mình khỏe mạnh á, thì sáng mà mình chưa kịp ăn đó, tại vì mình không được bỏ bữa ăn ba bữa, lúc nào mình có phép có ba bữa, thì nếu sáng mà mình chưa kịp ăn cái gì á thì mình phải dùng cái sử dụng cái này, giống như một ly cà phê của mình vậy đó. Nó rất là đầy đủ cho mình, đầy đủ cơ bắp, mà mình biết chỉ trong vòng 30 ngày, thành ra Nga biết là ai cũng có thể làm được, kêu là 6 tháng á thì làm biến, phải không? Mình thấy lâu, nhưng mà 30 ngày thì được. Mình tập trung vô, mình có thể mình lấy vacation mình tập vào. Rồi mình có từ có account Minh Khác Minh nói là something went wrong, biết các anh chị khác có còn nghe với lại thấy Quế hay không thì xin confirm cho biết nha.
Tại vì mỗi khi mà rất là cảm ơn Minh Khắc Minh là cho biết, tại vì mỗi khi mình có như vậy mình không biết là vấn đề ở bên phía bên đây hay là vấn đề của một anh chị nào đó. Bên này vẫn nghe rõ, cảm ơn nha Nu Lai Nu Việt. Rồi mình tiếp tục. Rồi như vậy thì đó, mình có hai cái thực phẩm bổ sung ở trong này á, đây là trà xanh ở trong cái cuốn cẩm nang của bác sĩ. Nó đem lại cái tế bào cho mình trẻ trung và khỏe mạnh và làm cái lượng mỡ trong người của mình nó cũng giảm ra, cũng bớt đi. Mà trà xanh á là chiết xuất những cái như trà thì những cái chất mà làm cho mình mất ngủ đó thì người ta được thanh lọc ra rồi và làm ra những cái tốt. Cái protein bước mình chỉ có hai món này thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà hai cái này là mình dùng đúng một tháng là đúng hết. Đúng một tháng là nó tươi lắm. Đúng là một ngày là mấy kỳ. À, một ngày là trong với cái chương trình này á thì là cái này là một cái lọ 30 viên thì các anh chị cứ nhớ là một ngày là một viên ha các anh chị ha. Còn trà xanh mình uống để mà bổ sung sức khỏe là cái lọ 120 viên là khác, nhưng mà với cái chương trình Nga cũng dùng cái này mỗi ngày nhưng mà Nga dùng cái loại nhiều hơn 120 viên. Mà mình mà một cái mới nó độc đáo, hồi nãy má mới nói là hai cái sản phẩm này nó hai sản phẩm mới, nhưng mà là cái độc đáo của chương trình này là sao mom? Cái độc đáo là sản phẩm mới. Lúc trước á thì mình cũng dùng nhưng mà mình không có biết rằng khi mà phối hợp hai cái sản phẩm này lại đó thì nó đi tới một cái kết quả là cái body burn. Cái đó là nó hay cái chỗ là nó burn được cái phát ra thì kia đó. Cái chủ yếu là vậy đó, tăng cái cơ được. Tập thể dục. Chứ hồi xưa thì mình không biết là mình nghĩ rằng protein boost là uống để cho nó có thêm cái chất protein cho nó khỏe trong người mình. Nói chung là mỗi cái mình hiểu cái kết quả nó rời rạc mà nó vẫn đúng, nó vẫn đúng, vẫn giúp cho mình những cái phần đó. Nó nhờ vậy cơ chị mới đẹp mà chị mới đẹp đó. Nó hay có tự nhiên nó phải soi chị đẹp chứ không phải là nó không đúng, nhưng mà nó theo cái chương trình này rất là hay các anh chị. Một cái điểm độc đáo là không phải sản phẩm mới nhưng mà công ty họ biết phối hợp lại để giúp cho mình có đáp ứng được nhu cầu của mình và trong cái túi tiền của mình. Mà trẻ nữa, cái này không phải ốm không da trẻ. Mà khi mình ốm á, người của mình nó không bị sại, bị nhăn. Khi mình hút tí mỡ mấy ngàn đồng nhưng mà chút xíu có bụng thôi mình phải con người bác sĩ cũng phải cắt da. Cái này không hề. Nhưng mà mình hút á là cái mỡ trong người nó lại tạo ra nữa. Với lại khi các anh chị tập thể dục á, thường thường mình sáng mình thức dậy mình hay bỏ bữa sáng. Thì cái protein này á là nó có nhiều cái nó có chất đạm bổ sung á này, nó giúp cho mình buổi ăn sáng. Tại các anh chị nhớ này nha, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều mình phải có bằng nhau để cho cái tầng ozone mà burn á nó mới tới. Buổi sáng các anh chị bỏ, các anh chị không có burn, giống như lửa trong người mình á, sáng mình có lửa mình ăn, buổi trưa nó không có đốt. Thành ra sáng á mình không ăn gì thì mình phải uống nó. Buổi trưa, buổi chiều cũng vậy, thì coi như trong lúc mà mình đầy đủ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Buổi sáng là cũng quan trọng nhất. Dạ đúng rồi, thì mình lúc mà mình bổ sung với bữa ăn của mình, nhưng mà các anh chị nhớ là buổi chiều sau khoảng chừng 6 giờ các anh chị đừng ăn nữa. Không nên ăn. Chị Nga cũng nói với hoài á, muốn bụng nó thon lại bớt á thì ráng ăn trước 6 giờ. Nhiều lắm là 7 giờ thôi. Qua nữa đó là nhất định là 30 ngày đó các anh chị phải là kỷ luật nha. Tại vì cái này mình không có phải là tốn quá nhiều tiền, mình cũng không cần phải đi bác sĩ làm đau, thì cái này á thì mình phải cố gắng. Cho nên cố gắng triệt để mình build cái cơ, sau đó rồi cái cơ bắp ở trong người mình có rồi thì mình đốt, mình ăn vô mình đốt gấp nhiều lần hơn ngày xưa. Dạ, tại cái đồ cái mỡ này cái dạ. Thì đó công ty cho cái chế độ ăn uống nhìn hấp dẫn mà có luôn cái coi như là cái mấy cái recipe rồi chỉ cho mình hết các anh chị. Mình cứ theo đó mà có một comment của Nu Life Nu Việt nói chị Emmy càng ngày càng trẻ khỏe đẹp. U60 mà cứ như U40. Thì cứ dùng một cách đều đặn thường xuyên những cái sản phẩm của công ty thì bảo đảm trẻ khỏe đẹp là nằm anh thôi. Cái mà nó bắt mình mê đến nỗi mà phải bỏ một cái tiệm Bellavi rất là lớn 5.000 square feet của mình á, và bằng những cái máy móc mà chị ốm ngày xưa mà bỏ đó, thì đó là cái về những cái dòng sản phẩm của Agelock này. Một cái công với lại một cái dàn khoa học gia là 75 khoa học gia để mà sản xuất ra những cái phần này. Thành ra đó là ngày xưa mình không bao giờ có được, mình chỉ dùng bằng sức của mình, máy móc và sức của mình thì không có làm gì nhiều được cho các chị. Nhưng mà vui cái nữa là mình dùng rồi thấy tốt, mình chia sẻ, mình giúp những người khác đạt được những cái giống như mình, ước mơ, đạt được ước mơ. Cái đó cũng hay. Rồi bây giờ mình còn là 4 phút nữa, các anh chị tận dụng đặt câu hỏi nha, để Quế xem coi các anh chị nào Quế rà lại. Trong khi đó thì mong còn câu hỏi gì cho chị Nga nữa không nè.
Nhưng mà đó là cái chương trình này á, thì các anh chị nhớ nha, tập thể dục mình phải ra cái schedule đàng hoàng thì mình mới tập được, chứ cái này chỉ có mấy chục đồng thôi. Cho nên mình cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Nó về cái tập thể dục này, có cái câu hỏi là ở khi mà mình dùng cái TRID á thì ở công ty nó có cái app để mà mình tập 7 phút một ngày thì mình có thể mình dùng cái đó. Công ty có cái, mình muốn tập cái chương trình gì cũng được, như hồi nãy con nói đúng không, là công ty họ có một cái chương trình cái group Facebook đặc biệt đó, thì cứ là họ lên lịch là họ chỉ, ví dụ như là tuần này đó là họ đã có một cái buổi làm Facebook Live của cái tập thể dục của ngày thứ sáu, là cái buổi khai trương đó, rồi á là hồi sáng ngày hôm qua, hồi trưa ngày hôm qua chứ là có chỉ tập cái này kettlebell, rồi ngày sáng hôm nay thì là weight training, rồi là cử tạ, và ngày mai thì sẽ là chỉ về học yoga. Thành ra những anh chị nào mà có cái sản phẩm này rồi sẽ vô phải mua sản phẩm, cái đó là mới thấy rất là công bằng, phải ưu tiên chứ không mua cũng vô vậy. Thì không mua thì tập đó tên mình, tại đây mình ghi tên, mình có cái tên mình vào, mình mới vào được chương trình đó rất là dễ. Với lại sao trong lúc mà mình làm cái chương trình đó, thường các chị em mình hay các anh chị em mình message riêng cho mình rất là nhiều, nhưng mà mình lại không có thời gian để trả lời từng cái. Thành ra chị nghĩ là Quế thì giỏi về computer ở Quế, và chị cũng yêu cầu biết cái này có khả năng hay không. Nhưng mà chị có thể là mình giải quyết vấn đề đó bằng cách thì sao đây chị không biết, nhưng có thể là mình mở cái group nào đó để cho các chị em bước vào hỏi không, tại chị trả lời hết luôn chứ giờ đề tài nám và mình đã trả lời nám luôn. Đề tài ốm là cái công việc của tiệm của Nga vẫn là trị ốm, mà trị ốm bằng những phương pháp tự nhiên hết nha, từ xưa giờ không biết, cho nên mình rất là cảm ơn. Mở ra cái group Nula cái group phải đẹp hả? Cái nào, tại vì cái team của mình nó đã có cái ngày của mình rồi, thành ra mình vào các chị em mình hỏi được. Nhưng mà có những chị em ở thì đã tận dụng chương trình này thì ra mình phải hỏi. Nhưng mà sau đó các chị em cứ message riêng thì ra lại không có thời gian để không mà sao trả lời được. Rồi, ok. Và một cái cuối cùng các anh chị, 1-2 phút cuối cùng ha, để mà mình kết thúc cái chương trình ngày hôm nay. Body Born nãy giờ mình học hỏi được gì nè, ngày hôm sau New Life New Việt nói là ra ngoài phạt chị Nga hướng dẫn tập yoga. Rồi mình sẽ ghi chú lại cái comment này rất là hay. Nhớ Trung hồi xưa Trung tập yoga, tập thể dục. Ok, nếu các chị em mình có thể tập yoga được, tại tiệm của Nga cũng là tiệm về yoga. Tiệm của Nga cũng là các thầy cô giáo dạy cho các instructor ở đó gần đây. Ok, bây giờ mình kiểm lại ha, sau khi mà nghe chương trình này hôm nay cũng giống như là nhận được một số cái thông báo của công ty á, thì nãy giờ các anh chị nào sẽ cùng vào cái chương trình Body Burn 30 ngày này với lại bộ ba trẻ khỏe đẹp không nè, xung phong giơ tay lên ha. Rồi mình sẽ tạo một cái group, mình nói chung là cái này là mình giống như là hiệu ứng đám đông, chị Nga người này rủ người kia đi tập buổi sáng á, thì mình hứng chí hơn chứ các buổi sáng chị nhớ nha, mình phải có nè tập thể dục, tập thể dục có ba điều nha, tập chính thể dục rất là rẻ này. Chế độ ăn uống, đúng chế độ rồi ăn uống. Thực phẩm bổ sung 3 phần 30 ngày, và giá tiền thì rất là phải chăng, các anh chị phải nói là thành ra rất là phải chăng, ai cũng làm được, nói chung ai cũng làm được, chỉ có cần khả năng để mà có thể vào, chỉ cần nhịn đi một bữa đi ăn phở thôi, cây kem một ngày nữa. Đúng rồi, rẻ hơn ăn một cây kem một ngày, anh chị là các anh chị tự tính ra được ha, rẻ hơn ăn một cây kem một ngày. Rồi với lại cái này kem là không có khỏe bằng ăn phở. Với lại cái là nếu mà được các anh chị cùng mà gọi bạn bè để mình đi vào một cái chương trình nó cùng với nhau khoảng một group nhỏ nhỏ, và mình cùng hai ba học, người coi như mình cùng đồng lòng mình vô contest các anh chị, để mà vừa là motivate mình rất là tốt, chụp hình, và coi như là vừa để mà giúp cho mình là motivate mình làm, và nếu mà mình trúng thưởng là còn, tại vì mình phải đẹp thì mình phải có kết quả tốt mới được trúng thưởng, mà trúng thưởng có tiền nữa. Quế không thấy cái nào cái chương trình nào mà nó có lợi như cái này hết các anh chị. Công ty vừa giúp cho mình đẹp mà còn vừa cho tiền mình nữa các anh chị. Chụp hình before after nha các anh chị, phải chụp hình before after, cái đó là cái hướng dẫn rất là căng thẳng. Sau đó cái da mặt của mình nó đã không sệ mà còn săn ra nữa. Rất là đẹp, nọng gì cũng mất hết trơn, bắp tay lỏng lẻo, vòng bụng á, vòng eo nó không thon cũng sẽ được, vòng mông được nâng lên, vòng eo được thon vào, và tất cả những nâng được nâng lên hết, thấy không? Rất là đẹp. Rồi, ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều, rất là vui là mình biết thêm một cái chương trình mới, và những cái chương trình kế tiếp thì có, mình phải nói là
gần đây rất là vui, các anh chị công ty ra rất là nhiều cái chương trình mới cũng như là sản phẩm mới mà đáp ứng được những cái nhu cầu của mình rất là hay. Mình nói về là mới nhất vừa rồi mình nói là siêu son nước phải không, là tuần nào các chị cũng thấy là bây giờ là ba người này là xài siêu tuần son này nước lên màu này mấy màu kia và coi như phối màu với nhau. Rồi là hôm nay mình nói về cái chương trình Body Burn 30 ngày và có thể là tuần sau hoặc tuần sau nữa tùy theo cái yêu cầu của các anh chị là mình có thể là mình có một cái đề tài là một cái sản phẩm sắp mới ra nữa của công ty vào tháng 10, nó chính xác cũng là quảnh đi quảnh lại là tháng tới rồi là đó là rất là tuyệt vời mà chị Nga mà nói tới đó chị Nga mê luôn các anh chị, tay về dưỡng da nữa chị nói cái đó, nào mê hết trơn, body cũng là vui lắm. Dạ rồi, thành ra là các anh chị nhớ đón xem chương trình này vào tuần sau ha, giữa tuần, và có những cái đề tài, những cái góp ý gì các anh chị cứ mạnh dạn gửi cho Khối hoặc là viết trên cái phần comment ở dưới này cũng được các anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều, chúc cả nhà của mình ở Mỹ là một buổi tối thật là tốt đẹp, ở miền Tây thì là mình chuẩn bị ăn tối quay quần bên gia đình, ở miền Đông thì chuẩn bị đi ngủ sớm cũng tốt đúng không chị nha. Rồi và ở bên Việt Nam một ngày mới tốt đẹp, ở Úc, ở châu Âu và tất cả mọi nơi ha, và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin chào cả nhà nha.